cái chung cư nó một đặc điểm là tăng giá ổn định ở ngưỡng hợp lý, nó không bị sốt, không bị thổi giá đất nền. Đó chính là lý do tại sao mà rất ít người á, ít nhà đầu tư chọn chung cư để đầu tư và lấy vốn. Ok, xin chào tất cả quý anh chị em và các bạn. Hiện tại dịch bệnh đã diễn biến hết sức là phức tạp, với phương châm ở nhà để chống dịch, ở nhà để uống nước. Chính vì thế đó, hôm nay Thọ ở nhà có làm một video để chia sẻ với quý anh chị đầu tư, cũng như các anh chị muốn mua một nơi để an cư lạc nghiệp là có nên mua chung cư hay không, và những ai thì nên mua chung cư. Let's go. Vậy thì có nên mua chung cư hay không, và ai là người nên mua chung cư? Thì chúng ta có một giả định là anh chị đã có 1 tỷ tới 1 tỷ rưỡi, và anh chị đã đứng trước hai cái sự lựa chọn, một là nhà mặt đất và hai là chung cư. Thì anh chị đa phần sẽ được nhận lời khuyên là mua nhà mặt đất, bởi vì nhà mặt đất đó, nó có nhiều lợi thế về khả năng tăng giá. Nhưng mà cùng phân khúc 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi đó, anh chị mua nhà mặt đất đó, thì nó sẽ có một vài nhược điểm, và mua chung cư đó, thì nó lại có một cái vài ưu điểm đó. Thì nếu mà anh chị để hiểu sâu hơn đó, thì chúng ta với đặt ra vấn đề là có nên mua nhà chung cư không, và ai là người mua chung cư với cái tầm tiền 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi này. Thì để hiểu sâu về cái vấn đề á, bất động sản luôn luôn tồn tại hai loại chính, là bất động sản cho tiêu dùng và bất động sản cho đầu tư. Đó, thì bất động sản cho tiêu dùng á là những loại bất động sản mà đáp ứng cho nhu cầu thật. Thì dù cái thị trường bất động sản nó có thăng trầm hay là có biến cố sự cố gì nữa, thì bất động sản tiêu dùng vẫn luôn luôn tồn tại đáp ứng nhu cầu thật. Và bất động sản đầu tư á thì nó chia ra hai loại tiếp, là bất động sản cho dành lãi vốn và bất động sản dành cho dòng tiền. Thì bất động sản lãi vốn là sao? Là ví dụ anh chị có 1 tỷ, 1 tỷ dưới đó, anh chị mang đầu tư, và 2 năm sau, 3 năm sau lên 2 tỷ, lên 3 tỷ, thì đó gọi là yếu tố bất động sản lãi vốn. Còn bất động sản dòng tiền, ví dụ như căn chung cư này nè, anh chị mua xong, anh chị cho thuê, hàng tháng anh chị cho thu nhập đều đặn hàng tháng, thì gọi là yếu tố bất động sản dòng tiền. Và chung cư nó vẫn tăng, vẫn có yếu tố lãi vốn, mà nó không nhiều, đúng không? Thì có rất rất nhiều bất động sản kết hợp là hai yếu tố là lãi vốn và dòng tiền nữa. Đó, thì đó là mình hiểu sâu về bản chất, là dù thị trường bất động sản như thế nào nữa thì vẫn luôn luôn tồn tại là bất động sản cho tiêu dùng. Vậy thì cái yếu tố của cái chung cư á là thông thường là đáp ứng cho tiêu dùng là mua ở thật. Cái chung cư nó một đặc điểm là tăng giá ổn định ở ngưỡng hợp lý, nó không bị sốt, không bị thổi giá như đất nền. Đó chính là lý do tại sao mà rất ít người á, ít nhà đầu tư chọn chung cư để đầu tư và lấy vốn. Nhưng mà vẫn có người chọn về đầu tư về dòng tiền như em đã chia sẻ ở trên. Thì là chung cư đã đúng rất tốt cho những người mua ở thật. Thứ nhất đó, thì một thống kê chỉ ra là 50% chung cư sẽ khoảng 50% người ta mua để ở, từ 30% tới 40% mua để cho thuê, là yếu tố về dòng tiền đó. Và 10% mua nước sống, có nghĩa là những người mua đầu tư nước sống vẫn có, nhưng mà nó chỉ chiếm ra đó khoảng 8-10% thôi, cái số lượng nó không quá nhiều. Đó. Vậy câu hỏi đặt ra là những ai nên mua chung cư? Thứ nhất, người có nhu cầu ở thực. Thứ hai, người muốn nâng cao chất lượng cuộc sống. Thứ ba là nhà đầu tư theo yếu tố dòng tiền. Thứ tư là nhà đầu tư nước sống, tuy không nhiều nhưng vẫn có. Và cuối cùng là người có tài chính thấp, muốn thanh toán dài hạn. Thì đây là những cái người á nên mua chung cư, tại vì nó đáp ứng cho cái nhu cầu thật này, muốn nâng cao chất lượng cuộc sống này, nhà đầu tư theo tốt dòng tiền, có nghĩa là những cái đối tượng này nên mua chung cư. Đó, mình đã giải quyết vấn đề là ai là người nên mua chung cư, tại là người có nhu cầu thực. Đây một ví dụ, anh chàng này đang làm việc tại Thuận Giao, Bình Dương, anh ta đang mong muốn có một nơi để an cư lạc nghiệp, có hộ khẩu Bình Dương để con cái đi học, và với một mức giá hợp lý, đúng không? Thì anh ta sẽ đứng trước hai sự lựa chọn là mua nhà mặt đất và mua nhà chung cư. Nếu mà anh ta bỏ qua yếu tố mà lấy vốn á, bỏ qua yếu tố mà đầu tư á, mà anh ta mong muốn có một cái nơi mà có thể sống an cư lạc nghiệp tốt, môi trường tốt cho con cái học hành, nâng cao cái nhu cầu bản thân á, thì anh ta có thể chọn một cái ví dụ như Lê Cơ Central nằm ngay tại Thuận Giao, Bình Dương. Đó, thì cái dự án căn hộ này nè em rất là dày. Anh chị nào muốn biết thêm thông tin về dự án á, có thể liên hệ số điện thoại để trên màn hình nhé, thì em sẽ hỗ trợ chia sẻ thêm cho anh chị. Thì là người có nhu cầu thực
sẽ lên một chung cư là đầu tiên. Thứ hai là người muốn nâng cao chất lượng cuộc sống. Là sao? Thì điểm mạnh của chung cư á, thứ nhất là tiện ích một bước chân. Ví dụ anh chị đang ở nhà mặt đất đi, anh chị muốn đi bơi này thì phải mất tích 2-3-5 cây số, muốn đi chợ thì cũng phải cách nhà 1-2 cây số, rồi là muốn đi spa, rồi muốn đi cho con đi học, đại loại như vậy. Thì ở nhà mặt đất đó, nó có một cái khoảng cách đi lại. Còn ở chung cư là anh chị tiện ích bước chân. Ví dụ tại căn hộ Legacy Central vừa nãy ông chia sẻ thì là ở tầng 1 có trung tâm thương mại, anh chị xuống tập Dream này, các mẹ cái chợ spa này, có trung tâm thương mại đi chợ mua sắm này, có nhà trẻ, và đối diện cái dự án là trường cấp 1, cấp 2 mầm non đó, thì con cái đi học rất là gần, tiện ích bước chân. Rồi là tại Legacy Central có hồ bơi này, có khu vui chơi trẻ em và có cái công viên để tập thể dục cho cư dân, thì nó làm nâng cao chất lượng cuộc sống người lên. Đó là điểm mạnh của chung cư mà nhà mặt đất nó sẽ bị hạn chế. Thứ hai là khu dân trí cao và văn minh, có nghĩa là ở trong một chung cư tầng lớp ở cùng đẳng cấp với nhau, ngang ngang nhau, và người ta sống vì cộng đồng nên khu này mình ở rất là văn minh, rất là lịch sự. Thứ ba, nếu mà tầm tài chính từ 1 tỷ tới 1,5 tỷ mà anh chị mua nhà ở mặt đất á, thì chắc chắn là khả năng là chỉ là hẻm xe máy hoặc là hẻm xe ba gác thôi, mà cùng lắm á là hẻm xe ô tô, mà ô tô một chiều. Nhưng mà nếu mà anh chị chọn chung cư á, ví dụ Legacy Central, thì nó là những con đường rộng, hai xe tránh nhau thoải mái, và có bãi đậu xe ở dưới tầng hầm đó. Và ở chung cư an ninh, cái tuyệt vời nhất ở chung cư là an ninh. An ninh là khi anh chị đi vào chung cư và đi qua cổng bảo vệ, lên thang máy và có thẻ từ để quẹt lên thang máy. Rồi là ví dụ bây giờ dịch bệnh thế này, anh chị muốn về quê đúng không, muốn về quê để tránh dịch chẳng hạn, nhưng mà nếu ở nhà mặt đất đó anh chị không dám về, tại vì nếu mà về quay lại thì sợ không còn cái gì cả. Nhưng mà nếu ở chung cư á, anh chị đi cả 3-5 tháng đi du lịch, đi chơi, đi về quê chẳng hạn, thì là 3-5 tháng sau quay lại chung cư cũng không ảnh hưởng gì cả, tại vì nó được an ninh rất là tốt, 24/24 bảo vệ camera, là không ai thể đột nhập vô cái chung cư của anh chị được, vệ sinh sạch sẽ, có người luôn luôn quét dọn vệ sinh cho anh chị. Tuy nhiên vì là muốn nâng cao chất lượng cuộc sống thì anh chị sẽ phải trả một mức phí hàng tháng cho cái dịch vụ này, nhưng mà nó cũng không đáng là bao so với nâng cao chất lượng cuộc sống anh chị lên, đúng không? Và nếu mà anh chị ở cái chung cư từ tầng 8 đổ lên hoặc là tầng trung đổ lên á, thì anh chị sẽ không phải bận tâm về vấn đề ruồi bọ, côn trùng đó. Và môi trường á, ở những cái tầng này cực kỳ dễ chịu và không khí trong lành. Nếu anh chị cứ thử đi cảm nhận đi đó. Bạn bè có căn chung cư nào anh chị lên đó cảm nhận đi, cực kỳ mát mẻ và trong lành. Tiếp theo nữa là nhà đầu tư có yếu tố dòng tiền. Theo yếu tố dòng tiền thì đây nè, đây là các kênh đầu tư phổ biến ở Việt Nam đó. Nhưng mà thông thường á thì chỉ có 4 kênh đầu tư phổ biến thôi, là ngân hàng, vàng, bất động sản và chứng khoán. Và các kênh tương tự như chứng khoán, forex, quỹ gì đó là tương tự chứng khoán, thì chỉ có 4 kênh là phổ biến là ngân hàng, đầu tư vàng, bất động sản và chứng khoán. Thì ví dụ một cô chú đâu đó tổng khoảng 50-60 tuổi chung chung á, thì bây giờ cô chú đang có 1 tỷ-1,5 tỷ, thì cô chú sẽ chọn kênh nào? Người ngân hàng bây giờ thì lãi suất đang rất là thấp, khi mà nó bị yếu tố lạm phát nữa thì nó sẽ không phù hợp, có nghĩa là nó không hấp dẫn, không hấp dẫn. Tiếp theo á là đầu tư vàng. Đầu tư vàng cũng có thể là một kênh hợp lý, nhưng mà người ta kêu sao mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời. Mua vàng là chỉ mang tính chất là mình giữ giá đồng tiền thôi, nhưng mà để tăng giá đồng tiền thì vàng nó lại không làm tốt bằng bất động sản và chứng khoán. Chứng khoán thì hiện tại thì là nó đang tăng khá là cao rồi, nó lập đỉnh mới, lập đỉnh mới. Bây giờ nó đã tầm 1,300-1,400 điểm rồi, và nó chỉ phù hợp với những người đối tượng trẻ thôi. Thì cô chú bất động sản sẽ là kênh đầu tư hợp lý nhất cho cô chú. Và thay vì ngân hàng, thì cô chú mua một căn chung cư 1 tỷ-1,5 tỷ, cô chú cho thuê hàng tháng
được khoảng 5 triệu, 7 triệu thì cô chú có tiền nó sinh hoạt hàng tháng. Và sau này cô chú mang cái chung cư này, căn nhà này, cô chú đi cho con, cho cháu, làm cái tài sản cho con, cho cháu, thì nó là một cái kênh đầu tư mang cái tốt dòng tiền rất là tốt, đúng không? Đó. Tiếp theo là chung cư có điểm mạnh là người có tài chính thấp có thể mua được. Ví dụ căn hộ Legacy Central vừa nãy em mới nói á, thì tối đa anh chị có thể vay được 25 năm và vay tối đa được 75%. Đó, có nghĩa là người ta ngân hàng hỗ trợ cho anh chị hết mức để anh chị, thay vì anh chị trả tiền cho cái nhà trọ, nhà thuê hàng tháng 3 triệu, 5 triệu đó, thì anh chị lấy tiền đó anh chị trả cho căn nhà mình mua, trả góp dần dần. Nhưng mà cũng có một lời khuyên á cho anh chị là nguyên tắc 2 lần 50, có nghĩa là không nên vay quá 50% giá trị sản phẩm. Ví dụ anh chị có 1 tỷ, anh chị muốn mua căn hộ 1 tỷ thì anh chị chỉ vay tối đa là 50% là 500 triệu thôi. Còn lại anh chị có thể vay bạn bè này, gia đình, bố mẹ. Và nguyên tắc thứ hai là gốc và lãi hàng tháng không được vượt quá 5% thu nhập. Ví dụ anh chị hai vợ chồng thu nhập 20 triệu một tháng thì tối đa gốc và lãi một tháng đó anh chị chỉ trả tối đa 10 triệu thôi, để giảm áp lực về tài chính cho anh chị. Tại vì nhiều người gánh nặng quá, áp lực tài chính nó sẽ rất là đè nặng lên cuộc sống rất là vất vả. Đó, thì đó là hai nguyên tắc để anh chị dùng đòn bẩy tốt hơn. Và tiếp theo đó là nhà đầu tư lướt sóng thì nó chỉ chiếm đâu đó là 8-10% thôi, nhưng mà chỉ phù hợp với những nhà đầu tư sành sỏi, không là những người đầu tư tay mơ. Và những người này á, người ta sẽ mua giai đoạn đầu, lúc mới mở bán đầu tiên á, thì người ta sẽ được hưởng chính sách tốt nè, chiết khấu tốt nè, ân hạn gốc và lãi này, đại loại như vậy. Và người ta sẽ bán vào cái thời điểm mà căn chung cư cất nóc hoặc là chuẩn bị bàn giao. Thời điểm đó là rất nhiều người ta thấy rồi, căn chung cư xây lên rồi, nhiều người thấy, ta đập vào mắt người ta rồi, và người ta muốn nhu cầu thật thì người ta sẽ bán. Đó, thì nó chỉ phù hợp với người đầu tư sành sỏi thôi. Đó. Và đó là những cái trao đổi của Thọ về là có nên mua chung cư hay không và ai là người nên mua chung cư. Thì nếu anh chị quan tâm tới cái bất động sản, muốn trao đổi thêm thông tin bất động sản với Thọ thì có thể liên hệ số điện thoại của Thọ là 0938 373 495. Và nếu anh chị muốn nhận thêm thông tin về căn hộ Legacy Central á, thì cũng alo cho Thọ hoặc là Zalo cho Thọ để Thọ cung cấp thông tin cho anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị, chúc dịch bệnh mau sớm hết và mọi người nhà nhà được bình an vô sự. Cảm ơn mọi người. I can fly.